Chào các bạn, kinh liền Sài Gòn Vlog xin chào các bạn. Hôm nay mình quay ớt bê gu và mình trồng ở gia đình trước cửa nhà mình các bạn. Ớt bê gu, ớt ngũ sắc các bạn, ớt chùm Thái các bạn, và trồng mai, cây mai của mình Tết mình chơi xong rồi mình đem ra đây mình tỉa cành luôn các bạn. Đó các bạn, mà cây mai mình tỉa cành hết bây giờ rất xum xuê lá các bạn, nó ra lá non rất nhiều. Tết năm tới 2024 gì ra hoa chắc đẹp đó các bạn. Đó mình tỉa các bạn. Tỉa cành hết luôn. Đó bây giờ nó đâm ra quá trời đúng không ạ? Rất đẹp. Cái mai này trước đó mình mua 2 triệu mấy gần 3 triệu các bạn. Bây giờ mình tỉa nó đẹp. Tuyệt vời các bạn. Tết năm 2024 chắc là ra hoa rất nhiều. Rất xum xuê đúng không ạ? Đó. Thấy lá mướt ghê đúng không ạ? Mình tưới đa số mình tưới nước ở nhà, mình ít xịt thuốc các bạn, ít, rất ít xịt thuốc. Đó, mình trồng ở nhà mình để mình chăm sóc tại con mình ra đâu ra chơi các bạn, ra cô chơi mình không xịt thuốc bậy bạ các bạn, lá rất mượt các bạn, tỉa hết chơi Tết xong rồi tỉa cành hết bây giờ lá rất xum xê. Tết năm 2024 thì chắc ra hoa rất nhiều luôn. Nó đây là ớt chùm Thái các bạn, ớt chùm Thái trồng để gia đình ăn thôi các bạn. Đó, chùm Thái trồng gia đình ăn, rau tần mình trồng mỗi thứ miếng miếng bạn để mình ăn, nó niêm canh chua rồi bạn, đây lá quế bên đây các bạn, để nấu canh chua rồi ăn. Bên đây là ớt ngũ sắc bạn, nhiều màu, ớt nhiều màu mà ngũ sắc nó chín nó chuyển qua màu vàng các bạn. Bạn có xem kênh mình ủng hộ kênh mình mà cho mình like đăng ký liền Sài Gòn Vlog. Nó đây ớt các bạn, ớt chùm Thái luôn, lá to ghê các bạn. Đây ớt ngũ sắc đây. Đó, trái nhiều đẹp, màu đẹp, cái này mình trồng xong mình trưng gia đình mình rất đẹp mà. Rồi bên đây cái ớt, bên đây ớt bê gu bạn, trái nhỏ bằng đầu đũa ăn bạn. Đó, còn sống thì màu xanh bạn, chín nó chuyển qua màu vàng bạn, đó, đầu đủ ăn thôi, lá nhỏ vậy bạn. Ớt này ớt mắc nhất thế giới bạn, ớt bê gu gốc nó bạn, nó cao lắm, mình tỉa cho thấp lại tí các bạn, cắt ngọn hồi trước khi mình trồng lên là cắt ngọn tí cho thấp thấp lại tí, nó cao lắm bạn, cao hơn nửa mét đó bạn, trồng để ăn gia đình thôi bạn. Còn mình trồng mùng tơ cũng một mớ mùa tơ để nấu canh bạn, nó lá mùa tơ rất to đó bạn, nó khủng hoảng các bạn, cái này còn non các bạn, lá này còn non, nó để vào bàn tay cho các bạn, đó, bằng cái bàn tay mình luôn, đó, này mới lá non thôi, đó. Lá rất to, đó. Mình chủ yếu mình tưới phân thôi bạn, tưới phân ít xịt thuốc các bạn, tưới phân vừa vừa lâu rồi mình tưới NPK, các bạn, tưới ít thôi. Nó lá ớt các bạn, ớt lá nào nó to quá trời to quá tốt quá không có trái các bạn. Nó bây giờ mình thích chấm tưới nó các bạn, để cho nó tự nhiên để cho có trái các bạn. Nó ớt,